Đêm ngày 16 tháng 6, ô tô khách mang biển số 47B01740 chở nhiều hành khách lưu thông trên đường Chánh Nam Hải Vân theo hướng Huế, Đà Nẵng. Đến đoạn giao với đường Nguyễn Tất Thành gần khu công nghệ cao Đà Nẵng thuộc xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, ô tô va chạm với xe máy hiệu Yamaha Xcenter biển số 43K1-50272 do anh Nguyễn Hữu Trương, sinh năm 1992, ngụ xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang điều khiển. Cú va chạm khiến anh Trương bị hất văng ra khỏi xe, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy bị vỡ nát, còn xe khách bị hư hỏng phần đầu, nhiều hành khách hoảng loạn. Theo người nhà nạn nhân, anh Trương làm nghề cơ khí. Trước thời điểm xảy ra tai nạn, nam thanh niên đang trên đường đi làm ca đêm. Lực lượng chức năng sau đó có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Được biết, tuyến đường Chánh Nam Hải Vân, Túy Loan hàng ngày có nhiều lượt xe khách, xe container đi qua. Khu vực này thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông chết người trong thời gian qua. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.